Hello anh em, Galaxy S22 Plus có thể nói là chiếc điện thoại có mặt trước sexy và đẹp nhất kể từ đầu năm đến bây giờ. Nhưng nó có đối rồi các bạn ạ, đối cực lớn luôn. Đấy, Oppo Reno 8 Pro 5G đặt cạnh với cả Galaxy S22 Plus. So sánh trong video ngày hôm nay để xem là chiếc điện thoại nào thú vị hơn nhé. Thực ra là so sánh này mang tính chất cho nó vui thôi, bởi vì là mức giá thì nó cũng khác nhau. Con này giá niêm yết là 18.990, đợt này đang pre-order. Còn giá của Galaxy S22 Plus niêm yết nó là 25.990. Đương nhiên là mua ở thời điểm này tại 7S thì chúng ta sẽ có cái mức giá rất là tốt. Tại vì các bạn cũng hiểu một điều là sau xuyên suốt một thời gian vừa qua, chúng ta đã có những chương trình hot sale giảm giá các kiểu. Và nếu như các bạn canh mua vào những đợt cuối tuần á, thậm chí giá nó còn tốt hơn hẳn cơ. Kể cả là S22, S22 Plus này hay là S22 Ultra. Đương nhiên nếu như mang vào đây con Galaxy S22 thông thường á, thì nó sẽ cân kèo hơn về cái mức giá. Tuy nhiên thì con đấy nó lại hơi nhỏ và mình thì cũng không có ở đây. Nên là thôi, sorry anh em là mình cứ so sánh với cả Galaxy S22 Plus để xem nó có cái thứ gì nó vui vẻ hay là không nhá. Thôi, bắt đầu nghe siêu intro. Đầu tiên thì mình cứ phải nói ngay và luôn về cái thiết kế mặt trước đi. Thì đây là một trong những thứ mà Reno 8 Pro nó khiến cho mình bị sao xuyến hơi nhiều. Nói cho đúng ra ấy, thì viền của Galaxy S22 Plus là nó đều cả bốn cạnh. Các bạn nhìn này, rất đều cả bốn cạnh. Và nhìn như thế cái mặt trước của chúng ta nó trở nên cực kỳ sexy và rất là đẹp. Và nó cực kỳ mỏng. Mình phải khẳng định đây là một trong những cái điện thoại có mặt trước có cái phần viền nó mỏng nhất mà mình từng được trải nghiệm từ trước cho đến nay. Đương nhiên là trước khi con này ra mắt. Thì các bạn có thể thấy một điều là nó rất mỏng. Cầm trên tay này, đẹp không? Quá đẹp luôn. Nhìn quá sướng luôn, thật sự luôn. Cái thiết kế mặt trước như này không biết nói gì cả. Thậm chí ngay cái cụm camera này nó rất bé, nó không hề bị khó chịu một chút xíu nào ở phía mặt trước cả. Đôi khi nhiều người ta còn quên mất là đang có một cái cụm camera ở đó luôn cơ. Nó còn đến mức độ là như thế. Nhưng mà quay sang nhìn con Oppo Reno 8 Pro 5G này đi. Đó, các bạn thấy sao? Phần viền này đấy, nếu mà so kè này thì nó còn mỏng hơn hẳn so sánh với cả cái phần viền của con Galaxy S22 Plus. Nó mỏng hơn nhiều luôn đấy các bạn. Rồi, bên trên bên dưới thì nó dày hơn so sánh hai bên một tẹo. Nhưng mà nó vẫn thuộc dạng khá là cân đối nhau. Nên tổng thể các bạn nhìn phía mặt trước này, đẹp chưa? Ngon chưa? Ưng chưa? Thực sự luôn là nhìn ở cái phía mặt trước của Oppo Reno 8 Pro 5G thì tuy nó không đều được giống như là con S22 Plus ở đây, nhưng nó lại rất mỏng. Và mình phải khẳng định một điều là nhìn cái thiết kế như này rất là mê. Và có một cái mê hơn, đấy là những cái góc ở đây này. Đó, thì Oppo làm nó không bo cong quá nhiều giống như là Samsung. Thế nên tổng thể nó vẫn có một chút nó vuông vức hơn một tẹo. Nhưng nếu so sánh một cách kỹ ra thì cái cách bo góc ở phía bên trong của phần màn hình ấy, nó lại khiến cho cái cụm vị trí chỗ này nó hơi dày hơn một tẹo. Mình cũng không hiểu lý do vì sao Oppo làm như thế. Thực sự là Oppo có thể làm cái phần viền đen này nó đồng bộ theo cái phần góc bo ở bên ngoài. Vậy nên cái phần bo trong màn hình nó sẽ đỡ cong cong vào trong hơn. Và nhìn nó có thể nó sẽ tông xì tông hơn, giống kiểu Galaxy S22 Plus như thế này. Nhưng mà thôi, đấy là cái cách mà họ chọn nên mình cũng không bàn đến nữa. Nhưng phải khẳng định một điều là Reno 8 Pro có phần viền mặt trước quá mỏng và nó cực kỳ đẹp luôn các bạn. Quá sexy luôn. Rồi, quay đến phía mặt lưng thì sao? Cụm camera cũng như là cách thiết kế nó khác biệt nhau rất là lớn. Một bên thì quay trở lại theo kiểu đấy là kính bóng. Bóng loáng luôn, bóng bảy các thứ luôn. Nhìn đẹp. Cụm camera thì nó to phải gọi là to ối trời ơi luôn. To phải gọi là siêu to khổng lồ luôn. To thật sự là to vật vã luôn. Kinh khủng. Trong khi đó với Samsung thì nhìn nó tinh tế hơn, nhìn nó nhỏ nhắn gọn gàng hơn. Và nói chung thì cái này nó sẽ là gu thôi. Một bên thì nó là nhám nhám, một bên thì bóng bóng trơn trơn đấy. Xong quay đến phần khung ấy, thì một bên nó lại làm nhám nhám là con Oppo, còn phần con Samsung thì nó làm bóng bóng trơn trơn. Khó hiểu thật sự. Nhưng nói chung á, mỗi cái điện thoại nó có một cái hay riêng về mặt thiết kế và về cái mặt trải nghiệm. Thế nên các bạn thích cái nào các bạn comment xuống phía dưới giúp mình nhá. Khung viền á, thì con Oppo làm phẳng hơn, vuông hơn, nhìn nó đẹp hơn nhưng mà nó cầm lại cấn tay hơn. Trong đó Samsung thì làm mềm mại hơn chút xíu. Nói chung thì mỗi con đều có những cái hay riêng cả, thế nên mình chắc không cần phải nói thêm nữa. Nãy giờ nói quá nhiều rồi. Ok, đi vào phía bên trong á, thì cái màn hình của chúng ta đều có độ phân giải là Full HD Plus này, đều có tần số quét màn hình 120Hz này, đều là OLED này, độ sáng rất là cao. Tuy nhiên thì màn hình của S22 Plus
cho chất lượng cao hơn, độ sáng cao hơn, thể hiện HDR ngon hơn. Và nói chung là xem phim các thứ thì cái giải màu thể hiện nó cũng cực kỳ là ấn tượng và bá đạo. Nhưng để nói cho đúng ra, ở trên một kích thước màn hình nó không quá lớn như thế này, màn hình điện thoại mà, thì cái sự chênh lệch để mà nhìn nhận được ra nó cũng khá là khó. Và Oppo Reno 8 Pro vẫn mang lại một cái trải nghiệm về màu sắc thực sự rất là tuyệt vời, nên mình cũng không phải nhắc lại vấn đề đó quá nhiều nữa. Về phần hiệu năng thì bên này chạy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con này thì chỉ là Dimensity 8100 Max mà thôi, vẫn rất là mạnh. Nhưng mà đương nhiên là Samsung flagship dòng S mạnh hơn, và Qualcomm Snapdragon nghe nó cũng phê tai hơn. Nhưng mà con này bị quá nóng và bị giảm xung nhịp. Đó. Còn với Dimensity 8100 Max thì cái hiện tượng đó ít hơn rất nhiều. Và các bạn kể cả có chơi những tựa game trong khoảng thời gian dài thì nó cũng sẽ ổn định hơn so sánh với Samsung về cái mặt này. RAM 12GB, 256GB bộ trong, còn phiên bản thấp nhất chỉ là 8GB, 128GB bộ trong thôi. Nên riêng về vấn đề RAM và lưu trữ thì Oppo là có cái điểm cộng. Đương nhiên S22 Plus mà lên 256GB thì lại phải thêm mấy triệu nữa, nó chênh lệch hơi lớn. Ok, rồi, nói chung thì đấy là những cái cơ bản phía bên ngoài và những cái vấn đề thông số thôi. Bây giờ mình sẽ nói về những cái khác, ví dụ như cái camera. Thì một bên là sử dụng IMX766, cái con cảm biến nó thuộc dạng là quá quen thuộc trên rất rất nhiều những thiết bị đang sử dụng từ trước trên này rồi. Còn đương nhiên với Samsung thì họ sẽ sử dụng cái cảm biến cây nhà lá vườn của họ. Năm nay thì cái camera chính của chúng ta cũng có cái độ phân giải là 50MP, và cái thông số phần cứng thì nó cũng khá là tương đương với cái IMX766 trên con Oppo Reno 8 Pro này. Reno 8 Pro năm nay chúng ta còn được trang bị thêm cả cái Mari Silicon X, và nó là một cái con chip xử lý ảnh riêng để giúp chúng ta có thể chụp hình và quay phim trong những môi trường thiểu sáng một cách tốt hơn. Thế thì mình cũng lại muốn làm một cái bài compare nó giấu mặt một tí, sẽ chụp trong một vài những môi trường hơi khó khăn, và các bạn đoán xem ảnh ở máy A với ảnh ở máy B thì cái nào nó đẹp hơn đối với suy nghĩ của bạn. Mỗi tấm thì mình sẽ chụp một cách bình thường, sau đó zoom 100% vào cái độ chi tiết để các bạn đánh giá về mặt chi tiết và cân bằng trắng xem nó như thế nào. Đó, kết quả cuối cùng các bạn sẽ tự đưa ra xem bản thân thích cái nào hơn nhé. Với cá nhân mình đánh giá thì cái kiểu màu ảnh của Oppo á, họ sẽ luôn luôn làm cho cái kiểu chụp chân dung rất là đẹp, và nó mang một hơi hướng gì đấy, nó tập trung rất là nhiều vào yếu tố skin tone và làm cho kiểu nó hồng hào lên. Cái cân bằng trắng của họ đã thể hiện rõ cái điều đó rồi. Trong đó với Samsung thời gian gần đây, đặc biệt là với mắt thần bóng đêm trên Galaxy S22 series, thì thực sự là cái khả năng chụp cho những môi trường thiểu sáng đã cải thiện cực kỳ nhiều, chi tiết tốt, và cái khả năng cân bằng trắng cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Cái quan trọng nhìn vào các bạn sẽ cảm thấy cái độ tương phản của nó thể hiện một cách khá là hài hòa và nhìn rất là sướng mắt. Riêng ở cái khoảng chụp đêm như này thì cá nhân mình thì mình vẫn thích cái ảnh từ con Galaxy S22 Plus hơn. Các bạn thích cái nào hơn thì nhớ comment nhé. Ok, quay sang cái ảnh camera selfie thì thật sự là camera selfie của Oppo làm quá ảo diệu, từ màu da, thậm chí là cái chi tiết hay là độ ảo của thứ rất đẹp. Nhưng mà Samsung thì nó lại có một cái điểm cộng, đấy là nó quay được 4K 60fps này các bạn. Đấy. Và 4K 60fps này vẫn hỗ trợ chống rung cách rất là tốt, nên mình có chuyển tay qua các thứ như này vẫn rất là ok. Thậm chí đưa mắt lại gần này, lấy nét autofocus với một tốc độ cũng khá là nhanh, và bắt nét thì cũng không trượt phát nào cả. Đấy. Oppo thì mình còn chả hiểu lý do vì sao họ không cho mở cái quay video 4K ở camera selfie cơ, cho dù cái nhu cầu bây giờ của các bạn trẻ quay TikTok này, quay video tự nói chuyện các thứ này rất là nhiều, nên cái độ phân giải 4K 60fps là cần thiết. Oppo không làm, cho dù cái phần cứng của họ dư sức làm được, không hiểu kiểu gì luôn. Thế nên là khoản này bạn thích cái nào hơn? Nói về thời lượng pin, hai máy đều là 4500 mAh. Tuy nhiên thì Oppo Reno 8 Pro trong cái trải nghiệm sử dụng thực tế của mình ạ, pin tốt hơn so sánh với S22 Plus. Lý do nó đến từ Dimensity 8100 Max các bạn ạ, nó ít ăn điện hơn rất nhiều so sánh với Snapdragon 8 Gen 1. Kể cả những cái cơ bản luôn thôi, nó cũng tiết kiệm pin hơn và nó mát mẻ hơn khá là nhiều nữa. Sạc nhanh thì Oppo có sạc Super VOC 80W. Các bạn chỉ mất đâu đó khoảng 3 phút là sạc đầy thôi. Trong đó với Samsung thì cho dù là sạc nhanh 25W hay là 45W thì nó vẫn mất khoảng tầm 1 tiếng chúng ta mới có thể sạc đầy được chiếc máy này. Thế nên là khoản sạc nhanh thua đứt đuôi. Đương nhiên thì chúng ta sẽ còn có một vài những cái khác nữa. Đây là dòng S, nó có kháng nước tiêu chuẩn IP68 này, loa stereo mang lại chất lượng khá là ngon này, vân tay siêu nhúng bên trong màn hình này, có cả sạc không dây, sạc ngược không dây, và sử dụng với những cái thiết bị trong hệ sinh thái Samsung Ecosystem thì cực ngon luôn. Còn con này có gì? Loa stereo có, được cái âm lượng cũng đồng đều trên dưới, nghe khá là hay, to nữa. Nhưng mà không có sạc không dây, vân tay nhúng bên trong màn hình là loại quang học. Không có tiêu chuẩn kháng nước IP68. Thôi, các bạn cũng hiểu vấn đề rồi đấy.
Nói chung, video này so sánh thì để cho các bạn có thể thấy được là Oppo đang dần làm những chiếc điện thoại thuộc dòng cận flagship của họ. Cận cao cấp thì nó hơi sai, mà đây là cận flagship thôi, là dòng Reno Pro ấy. Thì càng ngày họ làm hoàn thiện những chiếc điện thoại của họ càng tốt. Các bạn nhìn thấy thiết kế không hề thua kém gì so sánh flagship, trải nghiệm sử dụng không hề thua kém gì so sánh flagship, thậm chí camera cũng không hề thua kém gì so sánh với flagship. Cái điểm mà họ thua kém ạ, nó chỉ đến từ những cái add-on và những cái yếu tố nhỏ công nghệ cộng thêm mà thôi. Và quan trọng nhất là cái trải nghiệm sử dụng nó mang lại vẫn quá tốt, trong một cái mức giá có thể nói là tốt hơn so sánh với flagship. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá cả hai sản phẩm này tại 7net để có mức giá tốt nhất nhé. Video mình sẽ ngừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!